Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái dự án testnet là ZetaChain. Thì hiện tại thì ZetaChain nó đã triển khai cái hợp đồng đó là Omnichain Bitcoin. Thì nó cho các bạn đó là swap từ Bright Bitcoin qua các mạng lưới khác thông qua cái hợp đồng thông minh đó là Omnichain nha các bạn. Ok, thì về cái dự án này thì trước đây mình cũng đã làm nhiều video rồi, có ba video mình đã làm rồi. Thì bây giờ chúng ta thì nó đang cập nhật cái mới, thì bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta làm thôi, chúng ta triển khai, chúng ta là trải nghiệm testnet của họ thôi nha. Ok, thì để testnet thì đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn cần phải chúng ta cần các bạn chuẩn bị là cái quý nhá. Thì cái quý Bitcoin đó là cái quý đó là XDeFi, các bạn cần hiện tại thì cái ZetaChain này nó hỗ trợ cái quý này thôi nha các bạn. Thì để Bright Bitcoin thì các bạn cần phải có cái quý là XDeFi này. Thì cái link cái quý là XDeFi này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần vào đây rồi các bạn rồi mọi người là thêm cái quý XDeFi wallet này vào cho ROM của mọi người thôi. Thì sau khi thêm xong ấy thì mọi người là tạo một cái quý mới giúp mình nha. Sau khi các bạn thêm cái XDeFi này này thì các bạn mở cái quý XDeFi ra rồi các bạn tạo một cái quý mới. Mình lưu ý cho các bạn luôn là các bạn phải tạo một cái quý mới nha. Các bạn tạo quý mới chứ không được là lấy chuỗi bảo mật ở những cái quý khác các bạn backup qua nha. Các bạn nên là tạo quý mới luôn giúp mình. Các bạn tạo quý mới xong đó các bạn lưu lại cái chuỗi bảo mật giúp mình luôn nha. Ok, thì sau khi các bạn đã tạo quý mới cái quý XDeFi rồi thì các bạn mở cái quý ra giúp mình. Thì trên cái quý của các bạn ấy, sau khi các bạn mở, các bạn tạo quý xong thì cái giao diện của nó sẽ như thế này. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn vào dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải của quý XDeFi. Sau đó các bạn bật cái dòng testnet này lên cho mình nha. Sau khi các bạn vào á thì cái dòng testnet này nó sẽ tắt như thế này này. Sau đó thì các bạn bật lên cho mình. Đó, các bạn bật lên nha. Ok, thì sau khi các bạn bật bật xong ấy thì cái đồng BTC này nó sẽ hiện ra trên quý của các bạn thôi nha. Các bạn có thể là kéo xuống bên dưới các bạn kiểm tra, thì các bạn chỉ cần là nhấn vào cái đồng đó là Bitcoin này. Cái đồng là BTC để chúng ta là copy lại cái địa chỉ ví rồi chúng ta là file cache nha. Ok, thì sau khi các bạn nhấn vào xong ấy, các bạn nhấn vào BTC này rồi các bạn nhấn vào nút là resend này nha. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví Bitcoin của các bạn thôi ở trên quý XDeFi. Các bạn nhấn vào biểu tượng copy này nha. Các bạn nhấn vào biểu tượng copy, các bạn copy lại. Sau đó thì các bạn qua cái đường link file cache BTC, thì cái đường link file cache đó là coinfilecache.eu này. Thì các bạn vào đây thì các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ ví Bitcoin của các bạn vào đây thôi. Sau đó các bạn nhấn vào nút là get Bitcoin. Thì sau khi các bạn get xong á thì nó sẽ gửi cho các bạn một số lượng Bitcoin nhất định về quỹ XDeFi của các bạn nha, khoảng là này 0,0022 này nha, nó sẽ gửi về quỹ XDeFi này cho các bạn nha. Đây này, khoảng là 0,0022 mấy ấy, nha, để chúng ta là tham gia testnet. Thì đây là Bitcoin testnet nha các bạn. Đây là testnet thôi, Bitcoin testnet chứ không phải là Bitcoin bên mainnet thật đâu của các bạn đâu nha. Ok, thì sau khi các bạn đã file cache thành công và các bạn đã nhận được Bitcoin ở trên ví của các bạn rồi, thì bây giờ các bạn qua cái mục là các bạn qua trang web của ZetaChain, chúng ta tham gia vào testnet. Ok, thì ở phần thì các bạn chọn một mục swap thôi. Thì đầu tiên thì các bạn chọn các bạn connect ví nha. Thì đầu tiên ấy thì các bạn không cần connect ví đâu. Thì các bạn chỉ cần là chỗ chọn là chỗ swap ở trên này, from này, thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là Bitcoin testnet nha. Các bạn nhấn vào chỗ chuyển mạng này, chọn mạng này, rồi các bạn chọn cho mình là Bitcoin testnet. Thì ở trên đây nó sẽ yêu cầu các bạn là connect và lại cái quý đó là XDeFi thôi nha. Đấy. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần nhấn nút là connect thôi, đợi mình tí mình lót lại trang cái nha. Ok, thì các bạn chỉ cần nhấn nút là XDeFi wallet thôi, connect thôi nha. Sau đó thì cái quý XDeFi của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu cậu các bạn là connect thì ở đây thì các bạn chỉ cần chọn thôi nha. Các bạn chọn cái quý của các bạn này, các bạn nhấn vào chọn cái quý của các bạn này đấy, các bạn nhấn vào chọn này, sau đó các bạn chọn vào phần net này, sau đó connect này đấy. Ok, thì sau đó thì tiếp tục thì ở trên đây thì các bạn chọn là như vậy, còn ở dưới thì các bạn muốn chọn nhận là gì thì các bạn chọn nhận, thì các bạn chọn cho nhận là ở bên là Google, ở bên quý MetaMask nha. Đấy. Ok, thì ở trên thì BTCT này thì các bạn giữ nguyên, sau đó các bạn điền lại số lượng thôi. Hồi nãy các bạn file kẹt bao nhiêu thì bây giờ các bạn điền lại bấy nhiêu thôi nha. Đấy, còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là Google. Hoặc là các bạn muốn chuyển sang cái mạng lưới nào thì các bạn thôi nha.
các bạn điền lại số lượng này. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút là continue. Thì nếu mà thì các bạn nhớ là kho net với trước nha. Thì lúc đầu á thì trên đây này nha, các bạn kho net với trước nha, các bạn kho net với MetaMask trước này. Sau đó thì các bạn chuyển sang cái mạng đó là cái mạng là Bitcoin testnet thôi. Thì sau khi các bạn chuyển sang mạng Bitcoin testnet thì nó sẽ yêu cầu các bạn là kho net với lại cái ví là XDeFi mà các bạn vừa tải ấy nha. Rồi các bạn kho net thôi. Sau đó thì bây giờ chúng ta là tiến hành là buy Bitcoin từ Bitcoin testnet từ cái ví XDeFi này sang cái ví MetaMask của chúng ta nha. Ok, thì ở đây mình sẽ buy từ Bitcoin sang cái mạng lưới Gowali nha, bằng nhận lại là con là ETH nha, sẵn làm phí luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ điền lại số lượng thôi. Đây, 0025 đây. Sau đó thì các bạn tiếp tục nhấn vào continue. Ok. Thì ở phần này thì các bạn cũng nói chung là các bạn cũng không cần là connect với lại cái ví MetaMask của các bạn đâu các bạn ạ, nha. Các bạn không cần connect với lại cái ví MetaMask của các bạn đâu. Thì ở phần này thì sau khi các bạn chọn xong ấy thì các bạn nhấn vào nút là continue này. Rồi nếu yêu cầu các bạn là điền lại cái địa chỉ ví muốn nhận thì các bạn chỉ cần mở cái ví MetaMask của các bạn ra thôi. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask. Sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào đây. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút sell. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào nút là review order. Ok, tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào nút là swap. Sau đó thì cái ví XDeFi của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu yêu cầu các bạn là xác nhận giao dịch thì các bạn nhấn vào nút là confirm. Android hiện lại bị lỗi vậy rồi. Đợi mình tí nha, mình sẽ 0.001 đi. Mình chừa lại một ít nha. Ok. Các bạn sau khi các bạn file kẹt xong khoảng là 0.0002 ấy, 002 ấy thì các bạn buy chỉ là 0.01 thôi nhé. Các bạn giữ lại một ít để các bạn làm phí nha. Thì sau khi các bạn xác thực xong ở trên ví xong á thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này là nó đang tiến hành buy cho các bạn nha. Đấy, các bạn chỉ cần như vậy thôi, thì sau khi nó buy xong thì các bạn tắt thôi nhá. Thì chúng ta test chỉ cần test một lần thôi nhá. Thì hiện tại nó cũng đã update con Vita Chain để update thì các bạn chỉ cần là trong trong một tuần á nhá, các bạn chỉ cần là swap 1-2 lần thôi thì các bạn sẽ nhận được là 7.000 XP nha. Ok, thì như vậy thôi nhá. Mỗi tuần các bạn làm một lần để nhận điểm XP này nhá. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái dự án Vita Chain đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.